Xin chào các anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại các anh chị và các bạn trong phần 5 này. Chủ đề của phần 5 này là sử chi chủ bố cung dô, chi mai phản dơ. Chữ sử là chữ từ, có nghĩa là từ bỏ. Còn chữ chi là chữ đi, như vậy là sử chi là bỏ đi. Chủ bố cung dô là cái công việc phát thanh là chủ yếu, công việc phát thanh chính. Chi mai phản dơ là đi bán nhà ở. Sử chi chủ bố cung dô, chi mai phản dơ. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc trước một lần để xem nắm bắt nhiều không nhé. Wang Yi shi Trung Quốc Hà Nam ren, jin nian 22 sui. Ta de di yi ge gong zuo shi zuo zhu bo. Yin wei ta hen piao liang, suo yi qu le yi ge zhu bo gong shi gong zuo. Dan shi mei tian wan shang zuo zhu bo, dou yao gong zuo hen wan. Rang ta hen bu xi huan zhe ge gong zuo. Suo yi 他辞了工作。王玉的新工作是帮助公司卖房子。他每天早上八点半开始工作。他说可能因为每天带着很多人看房子，所以他现在也希望可以买一个房子。他非常喜欢这个工作。 Và vừa rồi các anh chị và các bạn nghe và hiểu được nhiều không ạ? Sau đây mình sẽ giải thích chi tiết nha. Quảng Duy là Vương Ngọc. Vương Ngọc là tên riêng. Sư Trung của Hở Nản Rễn là người ở vùng Hà Nam hoặc là người ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Chi nẻn ơ sử ơ xuê. Năm nay 22 tuổi. Tha thờ ti ý cơ cung dô. Ti ý cơ cung dô là công việc đầu tiên. Tha tờ tí gì có cung dô là công việc đầu tiên của cô ấy. Sư dô chủ bố là làm phát thanh chính, là ngồi đọc các cái tin tức hay là gì đó, phát thanh chính. Yên quê tha hình theo lên. Yên quê tha hình theo lên bởi vì cô ấy rất xinh đẹp. Sổ gì là cho nên. Chi là gì cơ, đã đi đến một cái gì nào. Chữ bố cung sư, một cái công ty. Chữ bố là phát thanh trực tiếp, tức là live stream gì đó, phát thanh trực tiếp để làm việc. Số gì là cho nên nha. Tha chi là gì cơ trữ bố cung sư cung dô. Cô ấy đến một cái công ty phát thanh hay là một công ty truyền thông gì đó để làm việc. Tan sư là nhưng. Mày thiên là mỗi ngày. Mày thiên hoàn sang là mỗi buổi tối. Chô trữ bố tức là làm cái công việc mà phát thanh trực tiếp á, phát sóng trực tiếp. Tô giao cung dô hỉnh hoàn đều phải làm việc rất trễ. Rang tha là khiến cho cô ấy hẳn bu xì hoan trơ cơ cung dô, rất không thích công việc này, có nghĩa là rất là chán ghét công việc này. Sổ gì tha sửa là cung dô, cho nên cô ấy đã từ bỏ công việc đó. Quảng Duy tờ xin cung dô. Xin cung dô là cái công việc mới. Quảng Duy tờ xin cung dô, công việc mới của Quảng Duy, của Vương Ngọc. Sư băng trụ cung sứ là giúp các công ty. Mai phản dư là bán nhà ở. Tha mỗi thiên chào sang 8 tiền ban khai sử cung dô. Mỗi thiên chào sang là buổi sáng, sáng sớm mỗi ngày. 8 tiền ban là 8 giờ rưỡi, thì mình dịch là 8 giờ rưỡi sáng mỗi ngày. Khai sử cung dô là bắt đầu làm việc. Tha số cô ấy nói khờ nẫn yên quê, có thể bởi vì. Mỗi thiên là mỗi ngày. Tai trơ hình tố rỉnh, khan phản dơ, đưa hoặc là dẫn, từ tai đó có nghĩa đó. Tai trơ hình tố rỉnh đưa hoặc là dẫn rất nhiều người. Khan phản dơ, đi xem nhà, đi coi nhà. Sổ gì tha xén trai, dẻ siêu an, cho nên bây giờ cô ấy cũng hy vọng khởi dĩ mài với cơ phản dơ có thể mua được một căn nhà. Tha phê sáng xỉu hoan, xén trai tờ cung dô, cô ấy rất là thích cái công việc hiện nay. Mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa nhé. Quảng Duy sư Trung của Hở Nản Rễn, jin nian 22 sui. Tha de di yi ge gong zuo shi zuo zhu bo. Yin wei tha hen piao liang, suo yi qu le yi ge zhu bo gong shi gong zuo. Dan shi mei tian wan shang zuo zhu bo, dou yao gong zuo hen wan.
让他很不喜欢这个工作，所以他辞了工作。王玉的新工作是帮助公司卖房子，他每天早上8:30开始工作。他说可能因为每天带着很多人看房子，所以他现在也希望可以买一个房子。他非常喜欢现在的工作。Và đến đây xin kết thúc phần 5 này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ học kỹ từ, học câu, rồi tập kể lại cho nhau nghe, hoặc là tự kể cho mình nghe cũng được. Khi nào kể nhuần nhuyễn, trôi chảy thì mới xem là thành công. Xin chào mọi người.